Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về dự báo giá vàng ngày mai, ngày 11 tháng 8 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, dự báo giá vàng ngày 11 tháng 8 năm 2020, vàng sẽ phục hồi sau hai phiên giảm sốc. Cùng với áp lực giảm từ thị trường thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc trong ngày 10 tháng 8 do nhà đầu tư đẩy mạnh bán chốt lời. Theo đó, mức giảm mạnh nhất lên đến 2,5 triệu đồng trên lượng đối với vàng SJC. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục có thêm một phiên giảm nhẹ do đồng USD duy trì đà tăng giá sau khi bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tốt hơn mong đợi. Chốt phiên giao dịch ngày 10 tháng 8, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, được chúng tôi khảo sát thời điểm lúc 19 giờ. Cụ thể như sau, giá vàng trong nước được công ty SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng mức 56,65 triệu đồng trên lượng chiều mua vào, bán ra mức 58,28 triệu đồng trên lượng. Giảm 1.850.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 2.020.000 đồng trên lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ở mức 1.630.000 đồng trên lượng. Còn tại Hà Nội, giá vàng SJC niêm yết ở mức 56,65 triệu mua vào và bán ra mức 58,30 triệu đồng trên lượng. Cũng giảm 1.850.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 2.020.000 đồng trên lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán ở mức 1.650.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 56,50 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 57,70 triệu đồng trên lượng chiều bán ra. Giảm 1.500.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 1.800.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra mức 1,2 triệu đồng trên lượng. Tại Doji Hà Nội, mua vào mức 56,50 triệu đồng trên lượng và 57,60 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra. Giảm 1.500.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 1.900.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra mức 1,1 triệu đồng trên lượng. Tại PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở chiều mua vào là 56,50 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 57,70 triệu đồng trên lượng. Giảm 1.700.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm tới 2.500.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra mức 1,2 triệu đồng trên lượng. Tại Phú Quý SJC, giá vàng mua vào ở mức là 56,60 triệu đồng trên lượng, bán ra 58 triệu đồng trên lượng. Giảm 1.200.000 đồng trên lượng chiều mua vào và giảm tới 1.800.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra mức 1,4 triệu đồng trên lượng. Tại tổ chức Mi Hồng, giá vàng được niêm yết chiều mua vào mức 56,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 58 triệu đồng trên lượng. Giảm 1 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu 300 nghìn đồng trên lượng ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra mức 1,3 triệu đồng trên lượng. Tại doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được mua vào ở mức 56,40 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 57,80 triệu đồng trên lượng, giảm 1 triệu 500 nghìn đồng trên lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu 800 nghìn đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra mức 1,4 triệu đồng trên lượng. Chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu cho biết, những ngày qua, giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới. Điều này bắt nguồn từ việc giá vàng thế giới tăng mạnh, khiến các doanh nghiệp vàng trong nước buộc phải hạ giá mua vào thấp xuống và tăng mạnh giá bán ra. Điều đó giữ an toàn cho doanh nghiệp nhưng người mua vàng dễ gặp rủi ro. Chính vì vậy, người dân cần thận trọng với giá vàng, dù cơ hội đầu tư kiếm lời ở kim loại quý này là có. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh trong phiên ngày 10 tháng 8 khi đồng USD tiếp tục đà lên giá. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 2029,19 USD trên ounce vào lúc 14 giờ, theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6%, lên 2039,6 USD trên ounce. Giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục 2072,5 USD trên ounce trong phiên ngày 7 tháng 8, trước khi giảm gần 2%, do đồng USD mạnh lên nhờ số liệu cho thấy số việc làm tại Mỹ tăng 1,763 triệu trong tháng 7. Người phụ trách chiến lược thị trường tại công ty dịch vụ tài chính ACCorp, Stephen Innes cho rằng, việc đồng USD mạnh lên đã tác động đến các quyết định của nhà đầu tư, giữa lúc nhà đầu tư có tâm lý chốt lời sau khi vàng tăng giá mạnh. Giá vàng rất có thể sẽ có sự điều chỉnh, tùy thuộc vào đánh giá của thị trường đối với diễn biến của đồng USD, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy đồng tiền này.
Theo nhà chiến lược về tiền tệ tại Zaily FX, Ilya Spivak, các nhà đầu tư vàng có lý do để bán ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm bớt các biện pháp kích thích nhờ số liệu kinh tế gần. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vàng có thể được củng cố do diễn biến của dịch COVID-19 khi các biện pháp kích thích được thực hiện trên toàn cầu cũng gây lo ngại về lạm phát. Khảo sát mới nhất vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 10 tháng 8 năm 2020, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang hồi phục trở lại, hiện đang giao dịch quanh mốc 2040 USD trên ounce. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể phục hồi trong ngày giao dịch ngày mai. Nhưng, giá vàng trong nước cũng có thể giảm thêm, nếu như trong sáng ngày mai giá vàng thế giới có xu hướng giảm tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong bản tin ngày mai.